con nước nên là tây mưa thì đây là mình sử dụng được xin lên chú quay nhà chứ anh ăn ẻm con cụ nhỏ này nè. Mẹ ơi, cà rể nói mẹ ơi. Cà rể nói tiếng Kinh là mẹ ơi. À, mẹ của cà rể thì không nói được tiếng Kinh, chỉ nói được tiếng Hà Lan thôi. Hát đi cà rể, hát đi. À, có nhà thì có cái tivi nhưng mà không có điện cho đây hát không được. Là lát cái micro hát đi. Biệt. Đi ra muối. Ra muối ớt đi. Ra muối ớt, sẽ chèn muối ớt. Ra để cho tối nay cà rể ngủ đó hả? Cà rể ngủ đó phải không? Thì nó ăn nó cứ chui lại mình. À. Bây giờ em hỏi thăm này, khán giả của kênh Thương Hoa Lan hỏi là vì sao mà mẹ của cà rể là không có thương em, nhưng mà chắc là thầy hiểu tâm lý của chị Bình Đinh Thị Bia, rất là yêu thương cà rể. À, người hơ ra đấy họ rất thương con, nhưng cái biểu lộ cảm xúc của họ nó lại không thể diễn tả được. Nếu mà họ mà nhìn thấy khi một số người lên thăm, họ bảo sao cha mẹ không thương con gì hết. Không phải đâu, họ cực kỳ thương con. Thậm chí mà xuống nhà thầy Cương đây là lâu lâu họ nhớ rồi họ nói là cho ca rể lên, lâu lâu cho ca rể về nhà. Cái người hơ re là cái tình cảm gia đình của họ là theo cái nét xưa là họ rất rất thương con. Thậm chí ở nhà có con gà con vịt thì là chưa chắc phải là của cha mẹ đâu, mà là của thằng ca rể, hoặc là của có ba đứa con thì con nào của đứa nào đấy là để sẵn ra rồi. Thì không, cha mẹ không được tự ý mà bắt đi còn một con gà hoặc con vịt con bò gì đấy đó, tức là có sẵn hết rồi, có sẵn hết. Nên khi mà có khách đến thì họ không biết chào hỏi là đương nhiên. Chúng ta thấy là ở trên vùng rất xa xôi như thế họ ít được tiếp xúc. Họ không được tiếp xúc, họ chỉ tiếp xúc trong cộng đồng đấy thôi. Đặc biệt mẹ cá rể thì lại không biết nói tiếng Kinh, nên thấy khách vào là không chào. Không phải là không tôn trọng khách, mà người ta không thể diễn đạt được. Với lại kể cả trong cái vấn đề chăm sóc và biểu cảm mà thương con hay không thì lại không có biểu cảm. Nhưng mà trong lòng thì rất thương con. Như vậy là giải được cái câu hỏi tại sao là mẹ của cà rể là không thương cà rể. Thực chất là rất thương, mà không những thương mà gọi là còn quá thương con luôn. Nhưng mà đó là cái đặc tính của người đồng bào dân tộc thiểu số của mình. Họ không có biểu lộ ra được mà họ để trong lòng. Trong cái chuyến đi đấy thì có cả anh Thương Khoai Lang, trong kênh Thương Khoai Lang đến tiếp cận rồi, thấy là họ như vậy. Nhưng mà không phải là họ không thương con, mà họ rất thương con. Nhưng mà họ không biết bộc lộ bằng cái cách như thấy con về là phải ôm, rồi phải thế này thế kia. Rồi, thôi xin chào thầy nha. Chúc thầy ngủ trưa vui vẻ. Ông nào? Ông chờ anh. Ông về nhà rồi. Đây lại thay này. Bảo ông làm con gà chứ. Rê. Rê ơi. Lại lên trước đi. Chạy lung tung. Quay xe. À. Ủa đem cái gì vậy? Cắt đi để lung xe. À, cắt. Khoe chiếc xe, chạy đi không? Điện nó tấu rồi. Ông đang khoe chiếc xe 6 bánh, 4 bánh các bạn. Mà luôn ít nước em làm cả. Tổng thi ạ, thầy sẽ tổng thi ạ lộ.
Cờ rẽ lúc nào cũng tinh nghịch. Kéo kéo. Kéo cả. Chị còn thấy ăn cơm chưa? Còn thấy ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm hả? Tiếp đi. Bà ơi bà. Đó một lầu là một cái trái được rồi. Mình lấy gỗ ra mình làm mang luôn vậy. Còn mấy mì. Ủng. Cậu bé thứ hôm đang nhảy hip hop. Ăn no rau không? Ăn no rồi đi ngủ đi cho rồi. Không tắm. Đổ lum đổ. Rau mấy cần. Đó vỡ đồng rau ăn. Trồng.